siêu êm. Cứ nhiều con này êm, nó chỉ tầm 30-40 đề ben. Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video của Điện Máy Bình Sơn. Hôm nay thì chúng tôi vừa dọn xong một chiếc máy phát điện Zanma G2400S. Zanma G2400S thì chúng tôi đã giới thiệu với các bạn quá nhiều trong quá nhiều video rồi về khả năng vận hành của nó, sự tiết kiệm nhiên liệu, ổn định cũng như là phù hợp với gia đình, công suất, tất cả các thứ chúng tôi giới thiệu các bạn rất là nhiều rồi. Và đối với cái máy cũ thì chúng ta chỉ quan tâm đến việc là máy mới hay là máy nó cũ mà thôi. Thì hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn chiếc hôm trước thì có một chiếc 400 giờ thì chúng tôi đã quay qua cho các bạn và chiếc đấy chúng tôi đã bán. Và hôm nay thì tiếp tục lại lên sóng tiếp một chiếc 600 giờ, đó là chiếc mã của nó, các bạn nhìn số series nhá, nó là T20512. Đây, mã của nó là T20512. Rồi, chiếc này thì chạy 600 giờ. Chúng tôi sẽ quay vào cho các bạn xem cái độ mới của nó như nào. Chiếc này thì vỏ thì nó không được đẹp như trước kia đâu, nó cũng hơi bị xước răm các thứ ở trên thùng, thành thùng rồi. Máy bãi thì cái điều đấy thì chúng ta không thể tránh khỏi được. Đây, đồng hồ của nó hiện 600 giờ các bạn này. Rồi, quan trọng là tiếp là chúng ta nhìn vào phần trong máy móc của nó thôi. Chúng tôi sẽ mở cửa để cho các bạn nhìn. Đây là phần nắp nhớt, máy còn rất là đẹp, long lanh. Long lanh đấy, nước in trời, cành lê trắng điểm, một vài bông hoa, các bạn thấy không? Nắp nhớt màu vàng. Ok. Con này tần số 50Hz nhá, phù hợp luôn với các thiết bị gia đình luôn. Máy chạy AVR các bạn ạ. Có bánh xe di chuyển cực kỳ tiện. Rồi, các bạn thấy bên hông cũng như những chiếc khác thôi, nó có một cái tem sắt Taiyo các bạn thấy nhá. Nhìn này. Đấy, tem sắt Taiyo. Trên cũng có tem Zanma. Rồi bên phải này cấu tạo nó vẫn như vậy thôi, khóa xăng on off. Để khóa bình xăng xuống. Chiếc này máy cực đẹp luôn, tôi quay cho các bạn xem này. 600 giờ khác nhìn rất đẹp. Có đứa phát biểu là đẹp như gái 18 các bạn ạ. Em chưa 18. Wow. Ok. Lại có đứa phát biểu đẹp như không mặc gì. Thật sự các bạn luôn là con gái xấu nhất khi không mặc gì. Đấy, theo quan điểm của tôi. Máy này các bạn, úi xấu nhìn. Miễn. Sáng quắc luôn. Superb. Chế này, trắng tinh. Các bạn thấy không, chế trắng tinh luôn. Lọc gió này vàng, à, đen xì luôn, đen bóng luôn. Chụp Fuji. Nói chung đẹp lắm. Máy đẹp lắm, 600 giờ máy thường đẹp lắm các bạn ạ. Các bạn nhìn cái máy nó đẹp hay không ấy, các bạn nhìn chạy nhiều hay không, nhìn cái gioăng nó biết này. Những cái gioăng mút này, nếu mà để lâu nó ải, nó không bao giờ chuyện còn nguyên thành sắc cạnh ở đâu. Những cái cạnh của nó này bao giờ nó sẽ bị ải, không bao giờ còn nguyên được. Rồi, cái máy này nắp spap còn rất là đẹp. Máy còn rất ok đấy. Chạy siêu êm. Ở chiếc này chúng tôi bán 12 triệu rưỡi các bạn nhé. Rẻ hơn chiếc hôm trước 500 nghìn. Do là vỏ nó không được đẹp bằng chiếc hôm trước. Còn hình thức thì gần như nhau. Rồi, nếu các bạn muốn mua hàng vui lòng liên hệ chúng tôi có số điện thoại 0961349345. À, các bạn lưu ý nhá, chiếc này đời cao, đấu điện tablo luôn, không phải can thiệp gì một tí nào phần củ phát cả. Nó đấu điện luôn trên bảng điện luôn, chuyển điện luôn này. Chuyển điện trên bảng điện luôn, không cần phải đấu chuyển ở phần củ phát. Nên là đảm bảo các bạn còn nguyên zin luôn. Nếu mà ai mà không thích cái việc mà chuyển điện ấy thì các bạn yên tâm đi, chiếc này còn nguyên zin luôn. Không phải chuyển điện phát mà nó là chuyển điện ở trên bảng tablo. Siêu êm. Kinh nhiều con này êm, nó chỉ tầm 30-40 đề ben. 3-40 đề ben cúp, hết xăng rồi, dập dìu rồi. Mở có xăng nào.
Êm nhờ. Êm dã man nhờ. Không dùng tí nào, sợ thật. Con này dùng gia đình thì quá phê. Để sau nhà, ví dụ nhà có vườn rộng, để sau nhà không bao giờ nghe tiếng gì luôn. Con này nếu êm hơn trước hai con trắng nhỉ? Êm hơn con ISG á. Dòng Zanma G2400 với G3500 ấy là đời cao hơn cái dòng ISG. ISG là đời thấp hơn. Thùng này gọi là thùng cao hơn kia gọi là thùng thấp. Quay à? Đang quay mà. Tắt đi. Rồi, cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.